nấu nữa cho ba đi, rồi mẹ dắt qua đây mua bánh. Rồi con mua bánh bên cô đi, đi xách vô. Thảo mua cái gì thầy? Mua bánh gì? Mua bánh gì? Nè, cô bán nhiều bánh quá nè. Để cho bịch nước giặt. Nước giặt gì giống con hổm không được. Chị lấy chai chai dầu ăn. Rồi bé Thỏ lấy cái gì? 200 đủ rồi đó cô. Thôi cô nhiều kiểu quá nè, Thỏ mua kiểu gì? Thảo không lấy nào đâu, mẹ lấy cho Thỏ nè. Thôi ăn xúc xích không con? Hai cậu ăn xúc xích không? Chợ nhiều món không biết mua món nào hết trơn cả nhà ơi. 25 ngàn bánh ngọt, 25 ngàn em ơi. Nhiều ký tỏi vậy chị? Một khác nhau hả?